Hiện nay tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh ta vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo cung cầu hàng hóa và kiểm soát giá cả trên thị trường, thì vai trò của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống lại các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại càng quan trọng hơn, khó khăn hơn khi các hành vi vi phạm ngày một tinh vi. Khi mà mình bỏ tiền ra để mình mua một cái món đồ không tương xứng với cái túi tiền mình bỏ ra thì mình cảm thấy là không hài lòng. Bây giờ lo nhất là về bệnh tật của mình, ăn vào là chẳng cơ thể mình là mang bệnh tật vào lúc nào chẳng người không biết được. Đấy, cho nên là bác cũng rất là lo ngại về cái hàng giả. Còn hàng thật thì bây giờ cũng có, thế nhưng mà có cái là bây giờ nhà nông mình thì là trình độ nó kém, cho nên là ít phát hiện được. Hàng ngày thì tiêu dùng những cái sản phẩm thì chúng tôi cũng muốn là nó phải có uy tín, những cái chất lượng phải đúng với những sản phẩm mà nhà nước sản xuất ra, ví dụ như là hàng Việt Nam chúng ta đây này. Chứ còn nếu mà những hàng giả, hàng nhái mà ở đâu đem về đấy nọ kia mà nhiều lúc ấy chúng tôi là thấy là cứ hàng thật hàng giả là nó cứ giống nhau lắm, cho nên tôi nhiều lúc cũng không phát hiện được. Hiện nay tình trạng sản xuất, bày bán, tiêu thụ hàng kém chất lượng diễn ra tại nhiều địa phương và có diễn biến khá phức tạp. Hàng giả, hàng nhái đang thách thức các cơ quan chức năng, đẩy người tiêu dùng vào tình trạng khó phân biệt thật giả. Người tiêu dùng thực sự băn khoăn lo lắng. Thực tế nhức nhối ấy đang đòi hỏi công tác chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại phải có bước chuyển biến mới và quyết liệt hơn. Rất nhiều khó khăn đặt ra cho các ngành chức năng khi hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, trong khi lực lượng, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý còn hạn chế. Cái khó khăn trong cái công tác kiểm tra kiểm soát phòng chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng và không đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay thì nó có rất nhiều khó khăn. Ngoài cái khó khăn về biên chế, lực lượng, rồi là kinh phí để đầu tư cho cái hoạt động kiểm tra kiểm soát, nó còn những cái khó khăn rất cơ bản, đó là một, đó là cái nhận thức của người dân cũng chưa cao trong cái công tác này, cho nên là vẫn còn tiếp tay, vẫn còn có những cái hiện tượng là tiếp diễn trong cái hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu. Cái vấn đề nữa là các doanh nghiệp chủ sở hữu của nhãn hiệu hàng hóa là chưa kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong cái công tác kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý cái hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Một nguyên nhân nữa đó là cái hạn chế về cái năng lực của các cơ quan kiểm nghiệm trên địa bàn, ví dụ như là cái lực lượng về cái an toàn thực phẩm này thì là những cái cơ quan kiểm nghiệm là phải được Bộ Y tế chứng nhận đủ điều kiện, thế mà thời gian kiểm nghiệm thì quá kéo dài, cho nên là cái việc mà kiểm nghiệm về trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm này là rất là khó khăn cho cái công tác xử lý. Thực hiện nghị quyết số 41 NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị, các ngành chức năng cùng vào cuộc tăng cường công tác chống gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Đơn cử, đội quản lý thị trường chống buôn lậu và gian lận thương mại mới đây đã kiểm tra và xử phạt xe ô tô vận chuyển gỗ pơ mu không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, khai thác gỗ hợp pháp. Quá trình kiểm tra xác định số gỗ vận chuyển trên xe ô tô là gỗ pơ mu xẻ thanh, khối lượng trên 2,3 mét khối. Với hành vi vi phạm về vận chuyển lâm sản trái phép nêu trên, Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ xe ô tô vận chuyển gỗ với số tiền 30 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số gỗ pơ mu. Trước đó, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh liên tục thực hiện các đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất, bày bán hàng hóa phục vụ dịp Tết Trung thu như giò chả, bánh kẹo tại các chợ, các đại lý trên địa bàn 9 huyện thành thị của tỉnh. Các đợt kiểm tra phần nào đã giúp cho người tiêu dùng yên tâm hơn khi đi mua các loại hàng hóa. Tuy nhiên, thị trường rộng có hàng nghìn mặt hàng khác nhau. Công tác quản lý chưa thể kiểm soát hết được. Do vậy, những hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng vẫn bày bán công khai tại nhiều điểm. Đơn cử, mặt hàng đồ chơi trẻ em, mặt hàng này khá đa dạng, phong phú về chủng loại, màu sắc sặc sỡ và mức giá dao động trung bình từ 20.000 đến 200.000 đồng một món đồ.
phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhìn hàng trăm món đồ chơi các loại được bày bán, nhưng người tiêu dùng thật khó có thể tìm thấy loại đồ chơi mang nhãn mác hàng Việt Nam. Từ búp bê, bộ xếp hình, đồ nấu ăn, thú vật đến siêu nhân lắp ráp đều là hàng nhập ngoại. Một số còn lại là hàng không có nhãn mác. Chưa nói về chất lượng các mặt hàng như thế nào, nhưng người bán hàng đồ chơi trẻ em cho biết mỗi ngày họ bán được hàng trăm sản phẩm các loại, cho thấy nhu cầu tiêu thụ của thị trường là rất lớn. Do vậy, nếu mua phải các món đồ chơi gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho con em mình, thì người tiêu dùng lại phải chịu tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, người tiêu dùng dễ dàng mua được những chiếc mũ bảo hiểm, nhìn thì rất thời trang, nhưng chất lượng khi được kiểm định thì lại không đạt theo tiêu chuẩn. Không khó để bắt gặp những cửa hàng bán mũ bảo hiểm dọc các tuyến đường chính trong thành phố Vĩnh Yên. Tại đây có hàng chục loại mũ bảo hiểm với nhiều nhãn mác, thương hiệu khác nhau, nhiều mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt và giá thành cũng vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, loại mũ bảo hiểm thời trang không nhãn hiệu, tem mác lại được các chủ cửa hàng ưu tiên bày bán tại vị trí trung tâm phía trước cửa hàng. Thậm chí còn được bày bán công khai trên các vỉa hè. Người mua dễ dàng tìm mua được những chiếc mũ bảo hiểm với giá chỉ khoảng từ 40.000 đến 70.000 đồng một chiếc. Mũ bảo hiểm là vật dụng không thể thiếu khi mọi người tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, xe đạp điện. Người sử dụng khó có thể an toàn trong trường hợp gặp sự cố khi tham gia giao thông mà sử dụng chiếc mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Các mặt hàng mỹ phẩm từ lâu đã trở thành mặt hàng phổ biến đối với phái đẹp. Theo lực lượng quản lý thị trường tỉnh, mỹ phẩm là một trong ba mặt hàng nóng dễ làm giả nhất, bên cạnh dược phẩm và thực phẩm chức năng. Nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng tăng, người dân lại có tâm lý xính ngoại khi dùng mỹ phẩm, nên các sản phẩm có mác nước ngoài, dù không có tem mác, hóa đơn chứng từ, vẫn được tiêu thụ tràn lan. Mỹ phẩm giả xuất hiện dưới nhiều dạng, giả nguồn gốc xuất xứ, vi phạm nhãn mác. Thủ đoạn vi phạm hiện nay là trực tiếp sản xuất, pha chế, sang chiết, đóng gói hàng giả ra các bình, lọ chai. Hầu hết các loại mỹ phẩm giả, nhái nhãn hiệu đều rất tinh vi, khó phát hiện. Công nghệ in ấn của các đối tượng làm giả ngày càng hiện đại, nên mỹ phẩm giả có rất ít điểm khác biệt so với mỹ phẩm thật và thường được bày bán lẫn lộn với mỹ phẩm thật, khiến người tiêu dùng khó nhận diện. Theo cái quy định của Nghị định số 89 năm 2006, thì các cái sản phẩm hàng hóa mà lưu thông trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là các cái sản phẩm mà nhập khẩu có tem gốc bằng tiếng nước ngoài thì bắt buộc phải có cái tem phụ bằng tiếng Việt Nam thì mới đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường Việt Nam. Tôi khuyến cáo với lại người tiêu dùng là khi mà mua các cái sản phẩm mà đối với các cái sản phẩm hàng nhập khẩu trên thị trường thì điều bắt buộc người tiêu dùng phải quan tâm đó là các cái nhãn phụ phải được ghi rõ là tên hàng hóa, tổ chức cá nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm vào cái hàng hóa, đó mới lại đảm bảo được các cái mà quy định của nhà nước. Từ thực trạng trên có thể thấy, nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái đang là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng tới quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, thiệt hại cho doanh nghiệp và làm thất thu ngân sách nhà nước. Để công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tốt hơn, bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, cần sự phối hợp của tất cả các ban ngành, đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.